Chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.
cùng nhau học tiếng Nhật phần 2. Mẫu câu cơ bản là tôi đã rất vui. Minasan, konnichiwa, Ha-chan desu. Ha-chan xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học tiếng Nhật bài số 89 của bộ phim Japan My Love, hay là Nước Nhật Tôi Mến Yêu. Sau khi mua quà lưu niệm xong, trong lúc chờ chị Aki gọi điện thoại, anh Leo đi đâu đó một lát. Rồi các bạn nghe đoạn hội thoại sau. Leo, doko ni itte to no? Aki-san, kirei na ohana ga atta no de. Kore, watashi ni? Doumo arigato. Kyou no orei desu. Totemo tanoshikatta desu. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung của đoạn hội thoại vừa nghe. Anh Leo đã quay lại cửa hàng bán quà lưu niệm. Chị Aki hỏi, Leo, anh vừa đi đâu thế? Leo, doko ni itte to no? Anh Leo không trả lời câu hỏi của chị Aki mà nói, chị Aki này, vì tôi thấy có bán hoa đẹp quá nên... Aki-san, kirei na ohana ga atta no de. Nói rồi, anh Leo đưa cho chị Aki một bó hoa. Từ nô đệ có nghĩa là vì, do. Từ này được dùng trong câu để giải thích lý do. Chị Aki ngạc nhiên hỏi, cái này cho tôi à? Kore, watashi ni? Rồi chị nói tiếp, cảm ơn anh. Doumo arigato. Anh Leo nói, và cảm ơn chị về ngày hôm nay. Kyou no orei desu. Anh Leo tặng bó hoa cho chị Aki để cảm ơn chị đã đưa anh đi mua quà lưu niệm. Rồi anh nói tiếp. Totemo tanoshikatta desu. Anh Leo nói, tôi đã rất vui. Đây là mẫu câu của bài học hôm nay. Sau đây, mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại. Leo, doko ni itte to no? Aki-san, kirei na ohana ga atta no de. Kore, watashi ni? Doumo arigato. Kyou no orei desu. Totemo tanoshikatta desu. Mời các bạn nghe lại mẫu câu. Totemo tanoshikatta desu. Totemo tanoshikatta desu là tôi đã rất vui. Từ totemo là rất lắm. Từ tanoshikatta là thể quá khứ của từ tanoshi, có nghĩa là vui. Cách đổi một tính từ đuôi y sang thể quá khứ là bỏ đuôi y và thay bằng katta. Nếu muốn nói lịch sự hơn thì các bạn hãy thêm des và nói là tanoshikatta des. Còn đối với tính từ đuôi na thì đơn giản hơn, ta chỉ cần thêm từ datta vào sau tính từ. Ví dụ từ kirei là đẹp, thể quá khứ là kirei datta. Còn nếu muốn nói lịch sự hơn thì các bạn hãy thay datta bằng deshita và nói kirei deshita. Như vậy đã rất đẹp là totemo kirei deshita. Trước khi luyện tập phát âm, mời các bạn nghe lại mẫu câu. Totemo tanoshikatta desu. Mời các bạn nói theo mẫu. Totemo tanoshikatta desu. Totemo tanoshikatta desu. Sau đây là phần nâng cao. Chúng ta vừa học cách nói để thể hiện cảm xúc của mình. Còn để hỏi cảm tưởng của người khác thì chúng ta sẽ đặt danh từ chỉ việc đó đứng trước wa do deshita ka. Ví dụ, một đồng nghiệp của bạn vừa đi du lịch về. Bạn có thể hỏi như sau. Ryoko wa do deshita ka? Câu này có nghĩa là chuyến du lịch thế nào? Hoặc bạn cũng có thể nói lịch sự hơn bằng cách thay do bằng ikaga. Chúng ta nói như sau. Ryoko wa ikaga deshita ka? Vừa nghe xong bài 89 chương trình Cùng Nhau Học Tiếng Nhật phần 2 được thực hiện với sự hợp tác của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK, chương trình hợp tác giữa Ban Văn hóa Xã hội VOV2 và
triển văn hóa, ngôn ngữ và giáo dục CLEP do Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Minh Thủy cùng nhóm giảng viên kinh nghiệm Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn. Bây giờ, chúng ta sẽ đến với bài 39 chương trình tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng với chủ đề xin phép đến muộn và về sớm. Trước hết, mời các bạn học một số từ mới. Luyện tập, tập thể dục.